Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi tối thứ ba ngày 26 tháng 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chính thức khai mạc. Chương trình thời sự tối nay sẽ dành toàn bộ thời lượng dài hơn thường lệ để truyền tải tới quý vị các nội dung liên quan đến đại hội. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn